Vâng, hàng cực kỳ hot cho bà con cô bác ạ. Nói tới dòng xe Daihatsu Lacetti CDX thì thực sự là phải nói là 2 tháng nay cửa hàng em rất là hot luôn. Xe là về con nào là bay ngay con đấy ạ. Thì ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho mọi người xem một chiếc xe Daihatsu Lacetti CDX được sản xuất năm 2010, động cơ máy 1.6 số tự động mọi người nhé. Một mẫu xe phân khúc hạng C và cửa tiền thì nói cực kỳ là rẻ mọi người ạ, hơn trăm thôi là chúng ta có thể sở hữu ngay chiếc xe nhập Hàn số tự động, form dáng đẹp thể thao mọi người nhé. Vâng, nếu mà quý vị khách hàng đang có nhu cầu với một chiếc xe tầm tiền hơn trăm tự động nhập Hàn thì có thể tham khảo vào mẫu xe Lacetti như này. Quan trọng nhất là bà con mình có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số hotline 0906034285 hoặc 0397265286 nhé. Địa chỉ của hàng bên em nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 thôi, gần ngã tư Quán Toan ạ. Mọi người xem thì nhớ ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và quan trọng nhất là ấn đăng ký kênh mọi người nhé. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết chiếc xe Daihatsu Lacetti này. Con này mang biển Hải Dương ạ, 34A46351. Xe được mang trên mình nước sơn màu bạc, có trang bị cảm biến lùi nguyên bản này. Và dòng này thì nó có trang bị hệ thống cửa ngóc, đề lổ, điều hòa auto mọi người nhé. Đấy, một chiếc xe rất đẹp luôn. Xe được trang bị phanh đĩa 4 bánh này. Đây ạ. Dàn lốp cũng còn ok đây. Tay nắm mở cửa đã được ốp inox này. Dòng này mọi người yên tâm là xe sẽ không chạy qua dịch vụ đâu ạ. Những cái phần tắp đi của nó còn rất đẹp này. Ghế thì bóng bẩy sạch sẽ. Trần nể bọc ly lông và hệ thống cửa sổ trời đấy ạ. Con này máy 1.6 nhập Hàn. So với Vios thì nó cũng sẽ nhiều hơn Vios ạ. Tại vì là cái dòng này nhập tôn vỏ nó dày, cân nặng nó nhiều hơn cho nên là cái trọng tải của nó sẽ hơi nặng. Đây là cái nhiên liệu nó phải hơn Vios một chút mọi người ạ. Con này thì có màn hình và cam hành trình trên gương này. Màn hình bé thôi chứ không phải là màn hình Android to đâu mọi người ạ. Bản hai túi khí, một bên lái và một bên phụ đây. Táp ly rất đẹp mọi người ạ. Đeo chỉ thì zin cả xe này. Đây đấy. Mọi người xem cái độ vát nguyên bản của nó này. Đây ạ. Đây cái phần đinh chậm này. Đấy. Đăng kiểm của chiếc xe thì đây mọi người xem là tháng 7/2024 mọi người nhé. Còn 7 tháng nữa cơ. Với dòng xe này chúng ta vẫn đăng kiểm được 1 năm một lần mọi người ạ. 1 năm một lần nhé. Dòng này thì nó có trang bị hệ thống đèn auto luôn. Xinh nhan tích hợp báo rẽ bên sườn. Vô lăng rất đẹp này. Táp ly cũng rất đẹp luôn đây ạ. Kính dán chắn nắng rồi, hệ thống gương kính điện. Đây mọi người xem cái phần chỉ của nó đây mọi người nhá. Đấy, chỉ này chỉ zin này. Đấy, dưới đây của nó đây. Đấy. $185 triệu là em bao gồm những chi phí rút hồ sơ này, hỗ trợ vận chuyển này, giá có bớt cho bà con cô bác. Giá này không phải là quảng cáo nói 10 bán 10 được. Đấy là bà con mình cảm thấy cái giá là ok thì cứ liên hệ em. Dòng này thì chúng ta sẽ mở cốp bằng chìa khóa khiển thông minh mọi người nhé. Đây ạ. Sẽ sử dụng bằng chìa khóa khiển thông minh. Khi chúng ta mở thì nghe một cái tạch và phát là đã mở rồi mọi người nhé. Cốp rất là rộng. Đây ạ. Cực kỳ rộng luôn. Lốp xe cua này. Đấy. Dụng cụ kích lốp đầy đủ hết đây rồi mọi người ạ. Đèn hậu này. Một cái mẫu xe cửa tiền hơn trăm, tự động, nhập Hàn, form đẹp. Con này thì nói thực sự là rất là hợp lý luôn ạ. Đấy, mọi người xem cái phần điều hòa này. Đấy. Nhìn những cái biểu tượng này nó còn rất là rõ nét và cổ số của nó đây. Đèn auto mọi người nhé. Đấy. Cái cam hành trình này chắc là đây. Đấy. Lỏng dây điện này. Đây, hệ thống cửa lắc mọi người ạ. Cái này nó đang bị trục trặc về phần điện. Để cái này em sẽ kiểm tra lại mọi người nhé. Cái cửa sổ trời này sẽ kiểm tra lại. Đây, chắn nắng hai bên này. Đấy. Gạt mưa ạ.
Dạ vâng, đây là phần khoang động cơ của chiếc xe Daihula Chitty CX 2010 mọi người nhé. Với cái dòng xe này thì 100 con là hết 100 con nằm hệ máy rồi đấy ạ, cho mọi người mua yên tâm luôn. Về vấn đề hơi thừa này, đấy, cũng là đâm đụng thì em có giấy tờ cam kết cho mọi người luôn. Mọi người đến cửa hàng em để chúng ta có thể xem xe, cũng là chúng ta test về phần chất lượng của xe mọi người nhé. Đấy, thuận mua vừa bán. Còn nếu mọi người tin tưởng em ở nhà thì có thể đặt cọc cho em từ 1-2 triệu luôn, không cần nhiều mọi người ạ. Đấy, đặt cọc rất là ít thôi, em có thể ship xe tận nhà cho mọi người luôn. Mọi người chỉ việc ở nhà nhận xe, đấy, kiểm tra xe kỹ lưỡng, ok là mọi người có thể nhận xe và thanh toán tiền mọi người nhé. Máy lộ rất là êm ạ. Đây phần cabo này, đấy, mộc mạc luôn, chống nhiệt cabo cũng vẫn còn luôn đấy ạ. Đấy, dòng nhập hàn này, đấy, tưởng tượng logo của nó đấy ạ. Dạ vâng ạ, một chiếc xe nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Hàn Quốc, Daihula Chitty bản CX. Để mọi người xem cái hệ thống đèn auto của nó này. Khi mà trời tối đấy, đấy thì tự động là đèn sẽ bật mọi người nhé. Với tầm tiền chỉ có 185 triệu đồng, có bớt, có thương lượng. Mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em qua hai số hotline 0906 034 285 hoặc 0397 265 286 nhé. Địa chỉ của bên em nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10, gần ngã tư Quán Toan thôi. Mọi người có thể đi xe nhà hoặc đi xe khách đều khá thuận tiện. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.